Rồi. Xin chào các bạn, hôm nay DG Skin sẽ dẫn các bạn cách dán skin máy một chiếc body 6D cũng như là tương tự trên các máy Nikon, Sony hay là Canon khác. Trên các bạn lấy một kia miếng lót tấm lót chuột ấy hoặc là tấm vải, các bạn để cho máy khi các bạn để nó đỡ son. Trước khi chúng ta dán skin, chúng ta sẽ đeo cái khăn khăn xử lý qua máy tránh bụi bẩn. Còn bám cái máy đất cát thì các bác đi bắn ở ngoài. Thì bên đi skin của bọn mình ấy thì sẽ tất cả miếng skin từng bộ phận của ở vị trí máy thì đều được cắt rời hết ra, các bạn chỉ cần lột ra và dính vào máy thì lúc ấy sẽ thành một chiếc máy rất là hoàn chỉnh. Đây là chiếc 6D các bạn nhìn rất là cũ. Bây giờ mình sẽ dán chiếc máy này. Mình sẽ dán bảng thông số đầu tiên thì để cho các bạn thấy là cái độ những cái cắt rất là chuẩn xác. Đây các bạn cần khẽ khàng đặt vào thì nó cũng đầy hình rồi. Tiếp theo mình sẽ dán những bề mặt to này cho các bạn dễ quan sát nhé. Đây các bạn nhìn được cắt cực kỳ tinh tế, chỉ cần đặt hay là vừa vào những cái ô như là những vòng phím chức năng menu rất là chuẩn. Có khuôn sẵn rồi cho nên là những cái vòng này được đều đo rất là chính xác. Đó, các bạn nhìn mới đặt qua đặt xong rồi đã in hết xong hết tất cả các phím chức năng. Tiếp theo là chỉnh minh ra. Thì một lưu ý các bạn thấy nhé, khi mà mình dán những cái đường cong mà những đường cong như ở đây chẳng hạn này, hoặc là trên này, hoặc những đường cong trên này, thì nó những cái đường giữa cho đường cong này nó không thể bám vào được ấy, thì các bạn dùng cho một cái bật lửa. Các bạn lưu ý bật lửa cho mình là bật lửa theo làn như này nhá, chứ đừng bật lửa khò phát rất là mạnh. Theo thân làn các bạn sẽ nhẩm theo mình này, 1 2 3, và các bạn miết tay vào 1 2 3 1 2 3. Đấy, các bạn biết này vào nó sẽ tự ôm lấy tất cả các đường góc cạnh rất cực kỳ chắc chắn luôn. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Đây mình hơi qua nó bám rất là chắc. Mình sẽ làm những chi tiết lớn dễ thấy cho các bạn coi. Đây là tay cầm nhé. Nhiều bạn thắc mắc với mình là vì sao những tay cầm này thì nó rất là các khi mà hơ vào thì nó bị cong, thì cũng phải các bạn khi vào đường cong này. Về cơ bản nếu muốn chắc chắn thì mình là phải làm cho nó ôm khít tất cả vào đây này. Nếu như mà đường cong mà như dạng máy Sony thì nó cong ít ấy, thì được các bạn rất là chắc chắn, nhưng mà vì máy Canon ấy. Máy Canon thì cái đường bo này nó lớn. Mình vẫn phải hơ mình kêu các bạn lưu ý nhé. Hơ thì mình sẽ hơ theo cái kiểu không phải hơ từ bên ngoài này vào hay từ ngoài vào, mà mình từ giữa mình làm chắc từ giữa này, sau đến chắc hai bên sau, thì lúc đấy là sẽ giảm nhất cái những cái nhăn bề mặt máy cho các bạn. Mình sẽ làm cứ ở giữa trước, mình miết hai bên. Cả len vậy, các bạn lưu ý nhé, len này các bạn sẽ nó có hai cái đường là hai đường rãnh như này, thì các bạn làm ở giữa trước, sau hai rãnh các bạn miết ra ngoài thì nó sẽ giảm cái những cái nhăn nhau đi. 1 2 3 1 2 3
1 2 3 1 2 3 1 2 3 OK. Đấy các bạn nhìn này. Các bạn nhìn nhá. Đây mình miết này. Đây. Đấy. Nó ôm rất chặt luôn. Nên các bạn nên làm như vậy nhá, đừng có dồn từ bên trái bên phải, mà các bạn dồn từ giữa sang hai bên. Tiếp theo là gì nhỉ? Đây, những cái phần này thì cho các bạn dễ thấy hơn. Phần dưới nha. Phần dưới mình phải công nhận nó làm cực kỳ tinh tế các bạn ạ. Đây các bạn nhìn này, mình đặt cái này và thì theo ô theo khuôn hết rồi này. Đấy. Đúng cái đường vòng cung luôn. Đấy. Đúng vừa khít luôn. Từ ốc. Đây nha các bạn lưu ý này, như mình nãy mình bảo đấy, mình thì mình những cái đây những lỗ cắt như này nha các bạn. Cứ từ giữa trước ra ngoài cho mình. Đấy như cái này không phải dính tới đây mà cái gì giữa trước nó mới ra ngoài. Để cho nó khít. Còn đấy cũng vậy thôi. Đây các bạn nhìn này, nếu các bạn để nguyên này các bạn miết vào nó không bao giờ ăn. Bởi vì là sao? Bởi vì nó khuôn nó như thế này thì nó các bạn trong một cách là đơn giản là bật lửa. Thì qua các bạn nhìn mình nhá. Đây á. 1 2 3. 1 2 3. Ôm cực chặt luôn. Đấy, các bạn nhìn này. Đây thế này. Ví dụ như này này. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Ôm luôn. Đây các bạn nhìn không? Đó. Xong. Thì có những cái bạn mà thích dán che mất screen máy theo mình thì mình thích dán cả luôn cho mất luôn screen đi cho nó đẹp. OK. Đó. Nắp pin này. Các bạn nhìn. Ồ, khít đến từng đường này cơ mà. Cái này là mặt trước của máy. Xem cái này là đây là nắp pin à, phải nhớ cả vẫn hơi cong một xíu ta hơi một nửa. OK. Đó. Mình cứ dán cả hai bên các bạn nhảy bên này các bạn thấy. Thì bên này thì là bên cạnh cốc. Cúi xuống em, cúi xuống. Đây là bên. Đây các bạn nhìn nhá. Từ những cái lỗ loa rất nhỏ này cho đến bên này này, hai bên này đều được cắt rất là chi tiết và chuẩn. Đấy. Chỉ cần ôm vào thôi là xong là được rồi. Khi mà xong cái đường cong này nó vẫn chưa được dính ấy, các bạn nhìn này. Nên chưa dính nhá. Nhẹ nhàng thôi. Đó, ôm chặt luôn.
tuyệt đối các bạn không được đi dán skin ở ngoài những quán vỉa hè nhé. Người ta ốp trực tiếp giấy lên trên máy rồi người ta dùng dao tỉa ấy. Như vậy rất dễ cái đường những đường mà dao rạch, dao lam hoặc dao giấy nhỏ ấy, rạch trực tiếp lên máy các bạn là máy bạn sẽ hư hại nhiều đấy. Đấy, giờ mình dán qua thôi, còn chi tiết nhỏ nhỏ này thì lặt vặt này thì các bạn cứ bướm vào thôi. Thì trên đây là video mình hướng dẫn các bạn cách dán skin bên mình, Digi Skin. Thì giá của những cái sản phẩm skin máy như này tùy theo chất liệu ấy. Thì ví dụ như bộ này chỉ có bên mình bán 100-150 thôi. Những cái bộ chất liệu cao hơn thì sẽ là 200, còn mực cái giá thành trung bình của mình rất là rẻ, nên là cũng nhiều khách hàng đến với chúng ta, đến với mình là không phải là vì skin hỏng, nhưng mà là về sở thích, ít hôm người ta đổi bởi vì giá của mình rất là tốt. Xin chào các bạn.